manuver. Az legmanuver. Hát... Vi är soft på någon eller? Vi är soft. Ja, ja. Cơ hội cho cầu thủ Philippines, cú sút và bàn thắng cho các cầu thủ Philippines. Số 9 An Sức, Jess An. An Sức chúng ta thấy là Đông Nam Á như thế nào. Cơ hội Hùng Liên kết thúc và bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Philippines. Của các cầu thủ Philippines và một lần nữa Hùng Liên đã thành công. Lần này người thực hiện đường truyền cho cô đó chính là Jess An Sức. Rất bình tĩnh, hai bàn thắng để dẫn trước. Jess An Sức chiều cao đã giúp cô vượt qua được một chiếc áo xanh, đó là cầu thủ mang áo số 8 Ensa. Ensa qua được một chiếc áo xanh, được tạt bóng vào kết thúc và thêm một bàn thắng nữa. Thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì Jess An Sức một lần nữa đã phối hợp tuyệt vời với Hùng Linh. Lần này là một pha điểm bóng cần thành của Hùng Linh.